Xin chào. Trong video này thì bác sĩ muốn chia sẻ cho tất cả các quý vị và các bạn là cái tác dụng giảm cân thực sự của giấm táo là gì, tại sao nó hoạt động và giải thích một số những hiểu nhầm của chúng ta về giấm táo cũng như một số những vấn đề về cơ thể. Từ đó thì các bạn có thể hiểu rõ về cái thực phẩm bổ sung cực kỳ tuyệt vời này và có thể áp dụng nó trong quá trình giảm cân của bạn cực kỳ hiệu quả. Và ngoài ra thì giấm táo nó còn có rất nhiều những cái tác dụng khác, những cái lợi ích về sức khỏe nữa. Thì các bạn hãy theo dõi nhé. Sai lầm đầu tiên, cái hiểu nhầm đầu tiên của chúng ta về giấm táo, chúng ta nghĩ rằng là giấm táo thì có rất nhiều những cái chất dinh dưỡng, nhưng thực tế không. Giấm táo nó không có nhiều loại vitamin, nó không có nhiều loại khoáng chất. Đặc biệt là giấm táo nó không có những cái loại dinh dưỡng đa lượng như là tinh lipid, tinh bột hay là protein, không. Nhưng giấm táo ấy có một thứ cực kỳ quan trọng để giúp chúng ta giảm cân, đó chính là axit acetic. Chúng ta đã đâu đó chúng ta nghe nói rằng là chúng ta ăn nhiều thực phẩm và thực phẩm chúng ta đại đa số là có axit, các đặc biệt là trong các loại thịt, đúng không nào? Chúng ta nghĩ rằng cơ thể chúng ta sẽ bị axit hóa, nhưng thực tế thì không. Thực tế là cơ thể chúng ta đang bị kiềm hóa. Có thể là cái vấn đề này nó đang khiến rất nhiều người tranh cãi về cái chủ đề này, nhưng thực sự để biết được cái chân tướng này nó cũng rất là đơn giản thôi. Các bạn hãy lên trên Google, các bạn tra triệu chứng của kiềm hóa và triệu chứng của axit hóa. Tiếng Anh đó là ankylosis là kiềm hóa và acidosis là toan hóa. Thì các bạn hãy xem những triệu chứng của toan chuyển hóa và kiềm chuyển hóa là như thế nào. Ở đây chúng ta đang nhắc đến axit hay là kiềm, chúng ta đang nhắc đến khái niệm đó là pH. pH thì nó có rất nhiều, nó có thể pH trong nước tiểu hay trong nước bọt, nhưng chúng ta đang nói khái niệm đó là pH ở trong máu. Và cái việc xét nghiệm pH ở trong máu thì nó khá phức tạp. Khi chúng ta lấy máu ra khỏi cơ thể thì pH nó cũng đã thay đổi, và cái xét nghiệm này cũng rất là tốn kém, đó là không cần thiết. Thì các bạn hãy thử search trên mạng như mình hướng dẫn xem những cái triệu chứng của kiềm hóa, quá kiềm trong máu sẽ như thế nào, và xem chúng ta có những triệu chứng đó hay không, chúng ta sẽ biết là những gì bác sĩ nói đúng hay là sai. Và trong giấm táo thì nó có axit acetic. Vậy thì axit acetic này thì nó sẽ giúp trung hòa, sự cân bằng lại cái pH đang kiềm ở trong máu. Khi chúng ta bổ sung giấm táo thì sẽ giúp pH trong máu chúng ta cân bằng, ổn định ở trạng thái bình thường mà vốn dĩ nó phải là như vậy. Và khi mà chúng ta có một cái độ pH nó ổn định trong máu thì nó sẽ có rất nhiều những cái lợi ích đối với sức khỏe. Cơ thể chúng ta sẽ hấp thu được những cái chất khoáng tốt hơn, nó sẽ tăng cường trao đổi chất, nó sẽ kích thích cái hoạt động của tuyến giáp, nó sẽ giúp các loại enzyme của chúng ta sẽ hoạt động cách bình thường ổn định. Vì đa số chúng ta enzyme sẽ không hoạt động bình thường nếu như pH trong máu thay đổi. Thì tầm một chút thôi nó cũng sẽ ảnh hưởng đến các chức năng trong cơ thể. Và có một lưu ý đó là cái axit acetic trong giấm táo ấy thì pH của nó thường là khoảng 2,5. pH này thì nó bằng với lại cả pH trong dịch vị dạ dày của chúng ta. Và khi mà chúng ta có những cái vấn đề về dạ dày, ví dụ chúng ta đầy bụng, chúng ta cảm thấy khó tiêu, chúng ta ợ hơi, chúng ta chướng bụng lên, chúng ta cảm thấy khó chịu thì sao? Thì đó chính là do cái cơ thể chúng ta đang bị quá kiềm. Dạ dày chúng ta có một cái van ở bên trên gọi là van tâm vị, gần tim là tâm vị. Và khi chúng ta bị ợ hơi, chúng ta bị trào ngược, đó là do cái van này mở, không đóng lại được, khiến cho axit ở phía dưới nó trào lên thực quản, nó chúng ta bỏng rát, nó cảm thấy khó chịu. Vậy thì khi mà chúng ta đóng được cái van này, đóng bằng cách nào, thì van này nó thường do chúng ta bị kiềm hóa trong máu. Vậy thì khi cái van này nó đóng lại, chúng ta bổ sung cái giấm táo thì sẽ làm cho cái van này nó đóng lại, chúng cân bằng pH. Bạn có thể hoàn toàn có thể thử cái này, nó cũng chẳng mất gì, thử một chút giấm táo khi bạn này cảm thấy khó chịu, đầy bụng, ợ hơi, bạn thử một chút xem thì bạn có thể cảm thấy là dễ chịu ngay sau đó. Ngoài ra thì khi mà chúng ta già đi, đặc biệt khi bạn ở tuổi 50, 60, 70 thì sao? Khi bạn già đi như vậy thì chúng ta sẽ có xu hướng là tăng cái độ pH lên, có nghĩa là chúng ta bị kiềm hóa nhiều hơn. Ngoài ra thì chúng ta ăn quá nhiều protein thì nó cũng giúp cho cái quá trình kiềm hóa này nó sẽ đẩy nhanh hơn. Và khi chúng ta bị kiềm hóa này, chúng ta sẽ rất khó hấp thu những khoáng chất bình thường, và đặc biệt đó là canxi. Chúng ta đều biết rằng là muốn bổ sung canxi, chúng ta có đủ combo là canxi, vitamin D, vitamin K2, đúng không nào? Thì khi chúng ta đầy đủ loại này thì canxi sẽ thu được vào trong máu, canxi sẽ lắng đọng đến mô xương. Nhưng có một vấn đề đó là khi pH ở trong máu bị kiềm hóa thì canxi nó sẽ không lưu chuyển, nó sẽ không vận chuyển được. Vậy kể cả khi mà chúng ta bổ sung đầy đủ canxi thì nó cũng không hấp thu được vào trong cơ thể cách bình thường.
Và khi mình chúng ta già đi thì xu hướng chúng ta rất dễ chúng ta bị thiếu canxi, gây ra những cái vấn đề về xương khớp, chúng ta bị vôi hóa, các đốt sống bị thoái hóa, vân vân, chúng ta bị rất nhiều những bệnh về khớp, rồi đục thủy tinh thể vân vân, tất cả những cái triệu chứng lão hóa của cơ thể chúng ta nó đều xuất phát từ một cái nguyên nhân sâu xa, đó chính là cơ thể chúng ta đang càng ngày càng bị kiềm hóa trong máu. Còn một nguyên nhân khiến mà cơ thể chúng ta sẽ càng ngày càng bị kiềm hóa đó chính là stress. Trừ khi là bạn không còn sống ở trên trái đất nữa. Còn nếu như bạn còn sống với bạn càng ngày càng lớn tuổi thì bạn sẽ càng ngày càng đối mặt với nhiều những cái stress, những cái căng thẳng. Và khi cơ thể chúng ta bị căng thẳng, stress sẽ tiết ra hormone cortisol. Và khi mà cái tình trạng này tiết ra thì nó sẽ làm mất đi cái H cộng, ion H cộng trong máu, tức là làm cho máu chúng ta bị kiềm hóa, và từ đó nó sẽ làm giảm cái lượng canxi, giảm cái lượng canxi chúng ta thu. Ngoài và khi mà giảm cái canxi này chúng ta sẽ có một loạt những cái triệu chứng. Ví dụ như là chúng ta bị máy mắt, mắt chúng ta giật máy, rồi chúng ta bị chuột rút ở bắp chân, chúng ta bị các vấn đề về đau thần kinh, nên là chúng ta sẽ cảm thấy rất là đau ở các khớp, nó sẽ di chuyển khắp nơi, nay ở khớp này, ở khớp khác. Vấn đề đó là chúng ta đang bị vấn đề đau thần kinh, hiện nay nó bị ở cái dây thần kinh này, khớp khác nó bị ở dây thần kinh khác. Ngoài cái việc mà cơ thể chúng ta kiềm hóa khi chúng ta căng thẳng, sẽ còn một cái vấn đề nữa, đó là chúng ta bị mất kali qua nước tiểu. Cái tình trạng mất kali này nó giống như kiểu nó vòng xoáy, khi chúng ta bị kiềm hóa chúng ta càng bị mất kali, kali bị đào thải nhiều hơn trong nước tiểu, và cái việc này tới lại làm cho việc kiềm hóa nó tăng lên, nó thành một cái vòng xoáy như vậy. Và giấm táo thì sẽ giúp cơ thể chúng ta tăng kali, không phải là nó bổ sung thêm kali cho cơ thể chúng ta, mà giấm táo ấy, nó sẽ ngăn cái tình trạng mà bị mất kali đi, và từ đó giữ cái kali trong cơ thể và nó cân bằng lại cái độ pH và ngắt được tình trạng này. Và khi chúng ta bị mất kali thì chúng ta có thể thấy có một loạt những cái triệu chứng xảy ra đối với chúng ta, đó chính là chúng ta bị tăng huyết áp, chúng ta bị táo bón, rồi chúng ta cảm thấy là cơ thể lúc nào mệt mỏi uể oải và cái nhịp tim của chúng ta nó không đều như bình thường. Đó là những cái triệu chứng mà cơ thể chúng ta mất kali. Và nếu như bạn đang gặp phải những cái triệu chứng này thì đó chính là cái vấn đề nguyên nhân nằm ở đâu, thì bác sĩ đã giải thích cho các bạn. Còn một cái vấn đề nữa mình muốn đề cập trong cái phần tiếp theo của video này, đó chính là cái chế độ ăn của chúng ta có quá nhiều protein, đặc biệt là chúng ta đang ở trong tình trạng là ăn theo chế độ keto. Bạn biết là để đưa cơ thể chúng ta vào trạng thái ketosis, chúng ta chuyển sang trạng thái là đốt mỡ để hủy chất béo ấy, thì bắt buộc là chúng ta phải ăn nhiều protein và hướng dẫn cho cơ thể chúng ta sẽ đốt mỡ để tạo ra năng lượng. Và khi chúng ta ăn nhiều protein đấy thì trong quá trình tiêu hóa protein chúng ta nó tạo ra một chất thải, đó chính là guanin. Guanin này là một chất rất kiềm, và từ đó nó sẽ làm tăng kiềm hóa trong máu. Thì giấm táo nó giống như là một cái liều thuốc giải độc cho cái chế độ ăn giàu protein. Vậy thì giấm táo rất quan trọng trong cái quá trình mà chúng ta ăn trong chế độ keto và đưa cơ thể về trạng thái ketosis. Vì có giấm táo sẽ cân bằng cái độ pH, sẽ giúp cơ thể chúng bảo vệ cơ thể chúng ta khỏi một tác dụng phụ của quá trình keto. Nói chung là giấm táo giúp ích chúng ta rất nhiều, nó sẽ giúp chúng ta tăng cường hấp thu các loại khoáng chất, tăng cường hấp thu keto, tăng cường hấp thu canxi, nó sẽ giúp chúng ta trung hòa creatinine, cân bằng lại pH trong máu trong cái chế độ ăn giàu protein. Và một cái tác dụng cuối cùng mình muốn đề cập trong video này đó chính là hỗ trợ khả năng miễn dịch, tăng cường hệ thống miễn dịch. Tại sao? Bạn thấy là khi mà chúng ta bị cảm, chúng ta bị sốt, chúng ta bị cảm lạnh đúng không nào? Thì điều đầu tiên chúng ta phải nhắc đến đó là gì? Bổ sung vitamin C. Bổ sung vitamin C sẽ giúp chúng ta tăng cường hệ thống miễn dịch lên chúng. Đúng không? Và vitamin C bản chất đó là gì? Đó chính là acid ascorbic. Và khi mà chúng ta mua một cái viên uống vitamin C thì đại đa số những viên uống của chúng ta là ở cái dạng viên nang, thì người ta sẽ bào chế bằng cách là trộn bột ngô vào với lại cả vitamin C, acid ascorbic. Vì bản chất ngô thì nó không có vitamin C, nhưng khi chúng ta trộn cái acid ascorbic vào và chúng ta uống và chúng ta gọi đó là bổ sung vitamin C, thì thực sự đó có phải là vitamin C không? Không. Nó là fake. Nhưng cái vấn đề đó là chúng ta đang bổ sung acid ascorbic vào trong cơ thể, và acid đó thì nó cũng tương tự như giấm táo, acid acetic. Và từ đó thì cả hai cái nó cũng có tác dụng tương tự với nhau, nó sẽ là nâng cao cái hệ thống miễn dịch của chúng ta. Và đó là tất cả những cái thông tin khoa học ở trong cái video này nói về cái vấn đề là làm thế nào mà giấm táo lại có thể giúp chúng ta tăng cường khả năng miễn dịch. Và hy vọng các bạn có thể áp dụng những cái thông tin này và bắt đầu sử dụng giấm táo cho cái vấn đề sức khỏe của mình, đặc biệt đó là giảm cân. Và mua giấm táo như thế nào, chọn loại đúng ra làm sao và chọn loại nào là tốt nhất thì các bạn cần tham khảo hoàn toàn. Các bạn có thể nhắn tin trực tiếp cho bác sĩ ở cái phần bình luận ở phía dưới video này, có một cái đường link đính kèm, bạn chỉ cần ấn vào đó
và nhắn tin, lập tức có thể trò chuyện cùng bác sĩ để hỏi tất cả những vấn đề của bạn liên quan đến giấm táo. Và xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video này. Để không bỏ lỡ những video tiếp theo, hãy ấn vào hình tròn chính giữa màn hình hoặc xem hai video đề xuất ở hai bên.